Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với video tiếp theo của Linh Cù Lao. Thì hiện tại Linh đang có mặt tại Bình Minh, Vĩnh Long. Và ở đây có một cái ngôi nhà máy đã bị bỏ hoang nhiều năm. Thì phía sau cái nhà máy bỏ hoang này có một cái câu chuyện khá là gùng gợn luôn. Ngày xưa Linh được biết là có một cái thây ma chồng chổng tấp ngay chân cái nhà máy này luôn. Thì người ta mới lại đây để mà lo lên khám nghiệm tử thi chỗ này. Thì từ đó là cái hồn ma của cái người này rất là linh thiêng. Và sau này do cái nhà máy nó cũng bị xuống cấp khá là trầm trọng và bị sạt lở nữa, cho nên là đã bị bỏ hoang. Bây giờ Linh mời cả nhà cùng đồng hành với Linh vào bên trong cái nhà máy này để khám phá xem là trong đó có những cái điều gì bí ẩn hay là có những cái điều gì gùng gợn hay không nha. Thì cái nhà máy này nó được nằm ngay cặp mé sông luôn và ở ngay một cái ngã ba sông. Thì cái chỗ này chính là cái chỗ mà ngày xưa cái thây ma đó tấp vô ngay chân chỗ cái góc này luôn nè cả nhà. Thì người ta đã phát hiện rồi lôi lên cái ngay chân cái chỗ góc đó để mà khám nghiệm tử thi bên trong đó luôn. Thì bắt đầu từ đó là cái nhà máy này nó trở nên là linh thiêng khi mà có một cái xác chết được mổ xẻ ở đây, khá là gùng gợn luôn. Và sau này do là nó xuống cấp quá trời nghiêm trọng rồi, người chủ cũng đã dọn đi một cái nơi mới để mà xây dựng một cái nơi khác để làm ăn. Rồi từ đó là bỏ hoang cái nhà máy này tới bây giờ. Nghe nói thì bà con ở đây đồn là cái nhà máy này được người ta kêu bằng cái nhà máy ma. Do là sau khi mà bỏ hoang rồi á, có rất là nhiều người lại đây họ cầu cơ xin số, cũng như là nhiều cái hiện tượng tâm linh bên trong cái nhà máy này nó xảy ra. Cái khung cảnh hiện tại là bây giờ nó rất là hoang tàn luôn. Ngay chân cái chỗ phía lùm đó đó cả nhà, chính là cái nơi mà ngày xưa họ đem cái phần xác của cái người bị chết trôi lên đây để mà họ mổ ở trong này. Bây giờ là chỉ còn lại một cái đám lùm tùm thôi. Khu vực bên này cũng là một phần của cái nhà máy xây lúa này. Ở trên tường thì như còn rất là nhiều những cái lúa mà bám trên này nè. Bây giờ gió nó thổi ngang cái đầu là phát ra những cái âm thanh có két ở phần ở trên nóc á, nghe rất là ớn lạnh luôn. Sau khi mà một thời gian bị bỏ hoang rồi á, có nhiều người họ lại đây để mà cầu cơ xin số và nghe nói là rất là linh thiêng luôn. Bây giờ Linh sẽ di chuyển qua bên phía trong của cái phần chính của cái chỗ này. Cái đường đi vô đây thì nó phải lội qua một cái cây cầu, tại vì chỗ này là cái ngã ba sông á, lội qua một băng qua một cái cây cầu rồi mới đi vô được đụng tới cái nhà máy. Bây giờ thì ban đêm á, người ta đi ngang đây á, là người ta rất là sợ luôn. Tại vì bên trong cái nhà máy bỏ hoang này nó phát ra những cái âm thanh, những cái tiếng va đập của mấy cái tấm tôn á, rất là gùng gợn luôn. Rồi. Khung cảnh ở bên trong này nè cả nhà. Mặc dù là không còn đồ đạc gì nhiều nhưng mà khi mà bước vô đây thấy là cái khung cảnh nó hoang tàn, khá là ớn luôn. Và nãy giờ là nghe những cái tiếng tôn ở trên đó liên tục phát ra âm thanh khi mà gió thổi ngang. Rồi. Có mấy tấm tôn nó vỗ kìa nè. Ban đêm mà vô đây mà nghe những cái âm thanh như thế này thì làm sao mà dám ở lại đây.
Đó, cả nhà giờ nghe, nghe y như là tiếng mà ai đó đánh trống hay là gõ gõ mà chiên gì đó phát ra liên tục luôn. Đó. Thì ở đây ngày xưa là một cái nhà máy xay lúa để mà ghe tàu đồ họ lại đây họ xay lúa gạo rồi cả nhà. Cặp cái con sông nè. Trước đây thì là một cái con sông, một cái nhánh sông nhỏ. Sông này thì nó đi thẳng lên tới cầu Cần Thơ luôn cả nhà. Thì Linh nghe kể đó, ngày xưa khi mà bỏ hoang rồi á thì có rất là nhiều người họ lại đây câu cá cũng như là chỗ này nó mát nè, lại đây họ chơi. Thì câu cá rồi ăn nhậu ở bên cái chỗ những cái chỗ trống trải như thế này nè. Thì họ lại đây câu cá rồi ăn nhậu trong đây. Thì một cái nhóm bạn đó tới chiều khi mà đêm bắt đầu nó sụp xuống thì bị những cái vong hồn ở đây nhát rất là gùng gợn luôn. Không biết là Linh chỉ nghe kể thôi, không biết là cái câu chuyện đó nó có thật hay không nữa. Tại vì thì đi tìm hiểu bà con ở đây thì người ta chia sẻ là trong cái nhà máy này ban đêm là rất là gùng gợn luôn. Như là cả nhà nghe nãy giờ không? Những cái âm thanh nó liên tục nó phát ra từ ở trên nóc của cái nhà máy này. Khi mà có gió lên là ở đầu nó sẽ phát ra những âm thanh ầm 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 rất là gùng gợn. Ở đây thì nó cặp bờ sông và nó có một cái view nhìn ra khá là đẹp luôn, rất là mát. Cho nên là ngày xưa khi bỏ hoang á, nhiều người họ rất là thích lại đây để mà câu cá ban đêm luôn. Thì Linh nghe nói là có một số người họ đã lại đây câu cá đêm và bị ma nhát ở chỗ này. Đó là cái linh hồn của cái người mà ngày xưa chết rồi bị mổ xẻ ở đây, khá là gùng gợn. Thì bên cái góc này nè cả nhà, ngay chân chỗ cái ngã ba này luôn, chính là cái nơi mà cái thây ma đó tấp vô đây rồi họ lôi lên ngay chân cái chỗ đám lùm này nè. Pháp y giờ bác sĩ đồ họ mới lại đây khám nghiệm tử thi ngay chân chỗ này. Bây giờ thì ở bên đó nó sạt lở quá trời nghiêm trọng rồi, và phần nóc tôn của cái nhà bên đó cũng bị hư hại và đổ xuống hết rồi. Lúc trước thì sau khi mà bỏ hoang cũng có rất là nhiều người họ tin là cái vong hồn của cái người mà bị chết trôi ở đây rất là linh thiêng, và họ đã kéo vô trong đây cầu cơ sinh số ở khắp nơi trong cái nhà máy bỏ hoang này. Những cái cây cột này ngày xưa là đều có cặm nhang hết, bây giờ thì không có còn thấy gì nhiều, do là cái phần nền đã bị xới tung lên rồi. Cho nên là những cái dấu tích mà họ vô đây họ cặm nhang cầu cơ cũng không còn thấy nhiều nữa. Hình như là ở bên cái góc bên đó Linh thấy có những cái bát hương rồi những cái nhang để mà cúng kiến gì bên đó. Đó, ngay chân cái góc tường này cả nhà, Linh vừa nhìn thấy có hai cái bát hương ở bên đó. Chắc là cái nơi mà để họ cầu cơ mới có mấy cái bát hương để nằm ở đó. Ở bên trong này còn mấy cái bàn và mấy cái ghế đó, bên đó có cái ghế đá nè. Chắc là khi mà lúc trước họ vô đây câu cá rồi ghim mấy cái ghế vào đó để ngồi thôi. Bây giờ thì ở trong này không có còn đồ đạc vật dụng gì nhiều hết. Dây leo thì nó bò tùm. Chỗ cái vực này nhìn rất là nguy hiểm luôn. Bước ngang đây mà nó lỡ chợt chân xuống đây một cái là xong luôn. Giờ này hiện tại là nước nó đang gồng, cho nên là mình nhìn thấy được cái phần bãi ở dưới luôn cả nhà. Lòi ra phần bãi rồi
mấy cái chân trụ cột này. Chỗ này chính là cái chỗ mà chắc là họ lại đây cầu cơ sinh số nè. Có hai cái bát hương ở đây luôn. Rồi nhang. Và những cái giống này là nhang này nó đã khô rồi. Chắc là họ lại đây cầu cơ cũng khá là lâu rồi. Thì thời gian sau này vô ở chỗ này nó hoang tàn quá. Với lại là những cái chuyện tâm linh đó, cho nên là rất là ít người họ lui tới đây. Tàu nó chạy nè. Ở đây thì thưa lâu lâu mới có được một cái chiếc tàu chạy ngang thôi. Chứ cái đường sông này nói chung là cũng khá là vắng. Do nó chỉ là một cái nhánh của cái con sông lớn thôi. Nên là tàu ghe nó qua lại cũng rất là ít. Ê, hình như là có một cái quần áo gì đó ở đây. Đây là một cái quần lót của phụ nữ nè cả nhà. Màu đỏ luôn. Chắc là Linh cũng nghe kể một số chuyện đó là ngày xưa khi mà bỏ hoang có mấy cái cặp tình nhân nào đó họ dẫn dắt vô đây để mà làm những cái chuyện mờ ám trong này. Nhưng mà thời gian sau này thì nghe đồn là có chuyện tâm linh ma quỷ đó, cho nên là họ không dám lui tới đây nữa. Ở trên mấy cái cột này có mấy treo mấy cái tấm liễn nè. Mấy cái tấm này thì thường là những cái nhà như là người Hoa đâu, người Ba Tàu đồ mới có treo thôi. Không lẽ là cũng có thể là chủ của cái nhà máy này ngày xưa là một người Hoa, người Ba Tàu gì đó. Có mấy cái cột này thì có treo mấy cái tấm liễn này. Còn mấy cái dòng chữ Tàu. Cái khung cảnh bên trong đây nói chung là rất là âm u. Cộng thêm là những cái tấm tôn nè, nó phát ra những cái âm thanh. Nó tạo nên một cái nơi rất là đáng sợ. Và cái chỗ này nó cũng khá là rộng. Hình như là ở phía sau đó còn một số phòng ở phía sau đó nữa. Trời ơi. Rễ dây leo gì nó bò cái này cả nhà. Đây là cái móc sắt nhìn y như cái thòng lọng luôn. Phía ngoài này là một cái hành lang. Cái đường này có thể là dẫn được phía sau luôn nè. Ở bên đây cũng có nhà một số những cái người dân sinh sống ở gần. Ê, trời ơi, chỗ này là chỗ thờ cúng nữa nè cả nhà ơi. Quá trời, ly rồi mấy cái đồ để gót nước chung rồi nè. Ngày xưa thì nghe nói là ở đây người ta cúng rất là nhiều. Tại vì là cái thây ma nó tấp vô đây. Rồi người ta lại đây mổ. Cho nên là những cái người mà tin về chuyện tâm linh thì người ta nghe có cái xác rồi nó tấp vô thì người ta nghĩ là ở đây sẽ có những cái điều tâm linh rùng rợn. Và họ đến đây để cầu cơ. Chỗ này là như là cái nhà bếp, nhà ăn gì vậy. Chắc là cái nhà ăn. Nhà ăn là phòng ngủ gì đó. Trời ơi. Đi leo cỏ cây gì đó bò. Ôm tùm hết. Có đồ chơi trẻ con nữa nè cả nhà. Không lẽ là ngày xưa ở đây có con nít nữa ta. Chắc là cũng có một số người họ ở lại đây để mà canh giữ cái nhà máy này. Chủ không ở lại đây thì có người ta sẽ thuê ở lại đây để mà giữ chỗ này.
có cả gấu bông đấy. Một cái con chó gấu bông và mấy cái đồ bằng mũ, nó giống như đồ chơi vậy. Quần áo thì trong đó quá trời luôn. Bên đây là một cái kệ. Mặc dù giờ này là cũng còn sớm, mới có chập xế chiều thôi cả nhà, nhưng mà khi đi vô đây thì cảm giác rất là rùng rợn luôn. Ở đây cặp cái đường lộ luôn, nhưng mà hình như là không có xe qua lại thường xuyên cả nhà. Nãy giờ Linh ở đây là cũng khoảng tầm nửa tiếng, hơn nửa tiếng rồi, nhưng mà không có thấy một chiếc xe nào qua lại hết. Mấy cái tấm toàn ở trên đây nó liên tục và nó phát ra những cái âm thanh cọc cạch cọc cạch. Khi mà vô đây ban đêm á, chắc là sẽ rất là ớn lạnh luôn. Tại vì ban đêm mà có gió rồi vô cái chỗ mà như thế này á, một cái nơi này rất là rộng lớn luôn, gặp những cái âm thanh mà nó phát ra vậy á, chắc là sẽ đáng sợ lắm. Bây giờ thì Linh có quay trở ra thôi cả nhà. Thì bây giờ Linh cũng xin tạm dừng cái video tại đây nha cả nhà. Thì nếu mà cả nhà xem được cái video này, hãy cho Linh xin một like như là một chia sẻ nè, đăng ký kênh để ủng hộ Linh có động lực khám phá những cái nơi mới khác tiếp theo hay hơn. Xin chào, hẹn gặp lại cả nhà nha.